ngày 26 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bàn giao Trần Nguyễn Đình Huy 1991, ngụ huyện Củ Chi, cho công an quận 12 để xử lý. Trước đó, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1, đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12, tổ công tác 363 công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Trần Nguyễn Đình Huy chỉ huy xe gắn máy có bột lậu ngờ vực nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tang vật bị tạm thu giữ. Tổ công tác 363 đã phát hiện trong cốp xe gắn máy có 37 hộp tiếp đạn cao su và 1850 viên đạn, 30 vỏ đạn chưa rõ chủng loại, một bộ kim quả súng quân dụng, 4 hóa đơn chuyển tiền. Trần Nguyễn Đình Huy không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số đạn cao su. Do đó, tổ công tác 363 đã bàn giao đối tượng này cùng phương tiện, tang vật cho công an địa phương.